Từng nổi danh trong giới chơi xe trước năm 2010, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mới trở lại với dàn siêu xe đáng mơ ước trị giá gần 100 tỷ đồng, trong đó có những chiếc xe hàng hiếm. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được biết đến với biệt danh Cường Đô La là một tay chơi xe có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, thiếu gia này là người đầu tiên nhập một chiếc Lamborghini Gallardo về Việt Nam và tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm trong giới chơi xe ở Sài Gòn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bất động sản đóng băng, thiếu gia phố núi phải tạm quên thú chơi siêu xe xa xỉ trong một thời gian dài để chuyên tâm vào việc kinh doanh. Có thời điểm, Cường Đô La mua Mercedes C-Class hay Mitsubishi Lancer Evolution, những chiếc xe khá bình dân đối với dân chơi. Tuy nhiên mới đây, Quốc Cường đã trở lại với thú chơi siêu xe bằng việc liên tiếp tàu những mẫu xe đắt tiền hàng hiếm. Ferrari F12 nhập khẩu từ Dubai là chiếc F12 bản độ duy nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm này. Giá trị sau thuế của chiếc siêu xe này ước tính khoảng 1 triệu USD, tầm 22 tỷ đồng, chưa tính các món đồ chơi độ thêm. Trước đó, Cường Đô La là người đầu tiên sở hữu siêu xe McLaren 570S. Điểm đặc biệt trên siêu xe này không phải là giá thành mà bởi về Việt Nam khá sớm, dù chỉ mới bán tại thị trường quốc tế hồi giữa năm ngoái. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Quốc Cường đã bán bớt 570S để tập trung tài chính tàu Ferrari F12. Ferrari 488 GTB màu trắng về tay Cường Đô La hồi cuối tháng 7 năm nay. Trong một video mới đây, thiếu gia này nói vui về cảm giác lái Ferrari 488 hơn Kia Morning. Ferrari 488 GTB có giá khoảng 15 tỷ đồng tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ tăng áp V8, dung tích chỉ 3,9 lít nhưng công suất tối đa lên tới 660 mã lực. Lamborghini Huracan là chiếc xe đầu tiên đánh dấu thời điểm quay trở lại với siêu xe của Cường Đô La. Siêu xe này trước thuộc sở hữu của một ông chủ công ty bất động sản, nhưng sau đó được bán lại. Giá trị xe cũ tại Việt Nam trên 10 tỷ đồng, trong khi xe mới được bán với khoảng 13 tỷ. Không chỉ yêu thích siêu xe, thiếu gia phố núi còn sở hữu những mẫu xe siêu sang, như chiếc Rolls-Royce Race chính hãng có giá khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu trang bị thêm vài phụ kiện bespoke, giá xe tầm 21 tỷ. Xe sở hữu động cơ V12 và hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực tại 5.600 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 800 nanomet. Cuối cùng là chiếc sedan siêu sang Maybach 62S. Dòng xe này là đối thủ của Rolls-Royce Phantom và Bentley Mulsanne. Giờ đây, Maybach đã khai tử để thay thế bằng những chiếc Mercedes S600 Maybach có giá rẻ hơn. Chính vì vậy mà mẫu xe này trở thành hàng hiếm. Ngoài những siêu xe và xe siêu sang, Quốc Cường còn sở hữu chiếc SUV Mercedes G55 AMG hay S500 bộ body kit.